Hôm nay ngày thứ ba, ngày 16 tháng Giêng năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đất nước Chile để viếng thăm mục vụ đất nước này. Bà Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria cùng nội các của bà đã đón tiếp ngài tại sân bay quốc tế Santiago thuộc thủ đô Santiago. Và sau đây là bài diễn văn đầu tiên của ngài trước bà Tổng thống và quan chức chính quyền của nước này. Signora Presidente, membri del Governo della Repubblica e del Corpo Diplomatico. Thật là một niềm vui cho tôi được trở về Mỹ Châu Latin và bắt đầu cuộc viếng thăm đất nước Chile quý yêu này, nơi đã đón tiếp và huấn luyện tôi khi tôi còn trẻ. Tôi ước muốn rằng thời gian ở với quý vị cũng là lúc bày tỏ lòng biết ơn vì bao nhiêu điều tốt lành tôi đã nhận được. Xin cảm ơn Tổng thống vì những lời chào đã gửi đến tôi. Qua Tổng thống, tôi cũng muốn chào thăm và ôm lấy toàn thể nhân dân Chile từ vùng cực Bắc của miền Arica và Parinacota cho đến quần đảo miền Nam. Từ những thập niên qua, nhân dân Chile đã đạt những tiến bộ trong lĩnh vực dân chủ và đặc biệt là trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần xây dựng đất nước. Thưa quý vị, mỗi thế hệ phải đón nhận cuộc tranh đấu và những thành tích của các thế hệ đi trước và dẫn tới những mục tiêu cao hơn nữa. Thiện ích như tình thương, công lý và tình liên đới không thể đạt được một lần cho tất cả, nhưng cần phải được chinh phục mỗi ngày. Trong tiến trình trên đây, tôi đặc biệt đề cao tầm quan trọng của khả năng biết lắng nghe mà dân chúng và chính quyền cần phải có. Khả năng lắng nghe có một giá trị lớn tại đất nước này, nơi mà sự đa nguyên về chủng tộc, văn hóa và lịch sử đòi phải được bảo tồn, chống lại mọi toan tính thiên vị hoặc bá quyền, gây nguy hiểm cho khả năng loại bỏ thái độ giáo điều, loại trừ người khác, thay vì cởi mở lành mạnh đối với công ích. Điều không thể thiếu được là lắng nghe. Lắng nghe những người thất nghiệp không thể bảo đảm hiện tại và tương lai của chính gia đình họ. Lắng nghe các thổ dân bản xứ thường bị lãng quên, quyền lợi của họ phải được quan tâm và văn hóa của họ phải được bảo vệ để không bị mất một phần căn tính và sự phong phú của quốc gia này. Lắng nghe những người di dân đang gõ cửa của đất nước này để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, và với lòng can đảm và hy vọng, họ muốn kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Lắng nghe người trẻ trong những băn khoăn mong được những cơ hội nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, và qua đó cảm thấy mình là những người nắm vai chính tại Chile có những ước mơ, cần tích cực bảo vệ người trẻ chống lại tai ương ma túy đang xâm chiếm cuộc sống của họ. Lắng nghe người già với những khôn ngoan rất cần thiết của họ và nâng đỡ sự yếu đuối mong manh của họ. Chúng ta không thể bỏ rơi họ. Lắng nghe các trẻ em đang nhìn thế giới với đôi mắt đầy ngạc nhiên và thơ ngây. Các em chờ đợi nơi chúng ta những câu trả lời thực tế cho một tương lai xứng đáng. Ở đây tôi không thể không bày tỏ sự đau buồn và xấu hổ mà tôi cảm thấy trước thiệt hại không thể sửa chữa được mà các thừa tác viên của giáo hội đã gây ra. Tôi muốn hiệp thông với các anh em tôi trong hàng giám mục vì điều công bằng là xin lỗi và hết sức nâng đỡ các nạn nhân, trong khi chúng ta phải dấn thân để những điều đó không xảy ra nữa. Với khả năng lắng nghe này, đặc biệt ngày nay, chúng ta được mời gọi ưu tiên chú ý đến căn nhà chung của chúng ta, làm tăng trưởng một nền văn hóa biết chăm sóc trái đất. Và với mục đích ấy, chúng ta không chỉ hài lòng với việc cung cấp những câu trả lời đặc thù cho các vấn đề trầm trọng về sinh thái học và môi trường đang xảy ra trong lĩnh vực này, cần phải có sự táo bạo, cống hiến một cái nhìn khác
một tư tưởng, một chính sách, một chương trình giáo dục, một lối sống và một lãnh đạo dẫn tới một sự chống lại sự bành trướng của những khuôn mẫu duy kỹ thuật dành ưu tiên cho quyền lực kinh tế đối với hệ thống môi sinh tự nhiên và vì thế coi nhẹ công ích của các dân tộc. Sự khôn ngoan của các dân tộc bản xứ đóng góp một phần quan trọng. Chúng ta có thể học được từ nơi họ điều này, đó là không có sự phát triển chân thật nơi một dân tộc quay lưng lại với trái đất và tất cả những gì và những người xung quanh trái đất. Chile, trong căn cội của mình, có một sự khôn ngoan có khả năng giúp đi xa hơn quan niệm thuần túy duy tiêu thụ về cuộc sống để đạt tới thái độ khôn ngoan đứng trước tương lai. Sogni di questa benedetta nazione. Mille grazie.